Xin chào tất cả các bạn, trên đây mình đây là cây cò. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô bức tranh này sao cho đẹp nhất. Trong quá trình mình tô màu bức tranh này, nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ mình sẽ đi chọn màu để mình tô bức tranh của mình các bạn ạ. Mình sẽ tìm màu phù hợp nhất, các bạn nhớ theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Cảm ơn các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình các bạn ạ. Bạn thấy đẹp thế cho mình xin được like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây là bức tranh chú kiều con. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô bức tranh này sao cho đẹp nhất. Trong quá trình mình tô màu bức tranh này, nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho mỏi nha các bạn.